Đây đây là tình trạng đang đầu đít. Anh em đầu xuân năm mới đang đầu đít. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Mình Sơn. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết và hôm nay thì chính thức Mình Sơn sẽ khai xuân các bạn nhá. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu lại quý vị và các bạn một số cái mặt hàng mà chúng tôi còn sau cái Tết Nguyên Đán. Các bạn có thể đi theo tôi và xem. Trước mắt các bạn đây là lô động cơ Honda GX 270. Số lượng thì còn bao nhiêu đây? Hôm trước thì chúng tôi, tức là trước Tết chúng tôi có lên một cái lô mà gồm động cơ 390 và 270. Thì 390 hết sạch rồi các bạn nhá. Hết sạch, không còn một cái 390 nào cả. Chỉ còn 270 thôi. Và do đợt đấy là đợt sát Tết ấy, vì vậy thì cái lượng 270 nó cũng còn bao nhiêu đây. Còn nếu mà sau đợt Tết này thì chắc chắn là nó sẽ hết rất là nhanh. Đây các bạn có thể đến gần hơn. À, nói qua về máy bơm nhá. Bơm thì VKB30 thì hôm đấy lên 8 con thì bây giờ còn lại 4 con. Đây. Đây là một số bác thắc mắc là giá như vậy thì ai mua thì đây. Câu trả lời cho các bạn đây, sẽ có người, vẫn có người mua nhá, bình thường. Ok, các bạn có thể thấy được cái lô GX270 này của chúng tôi nhá. Đây, xem chi tiết đi. Hàng này là nó nói rất là nhiều rồi, đây là hàng Honda Thái, sản xuất tại Thái nhưng mà xuất ra thị trường châu Âu. Do đó thì cái màu của nó là màu đen, nó khác so với cả những cái Honda Thái Lan mà xuất ra thị trường Việt Nam. Lát nữa chúng tôi sẽ nhập, sẽ lấy một chiếc Honda GX270 hàng sản xuất tại Thái, xuất thị trường Việt Nam cho các bạn xem và có sự so sánh nhá. Còn đây là hàng xuất ra thị trường Mỹ này, châu Âu này. Do đó thì cái màu đen này, nắp nhựa, nắp xăng các bạn nhìn nó cũng khác bọt hoàn toàn luôn. Máy này là máy mới 100% chưa sử dụng luôn, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá, chưa đổ xăng, chưa đổ nhớt luôn. Đây, các bạn lưu ý nhá, sẽ thông báo cho các bạn luôn này. Ví dụ như đẹp như con này nhá, mới tinh luôn này. Móc bình xăng không bị móc, không bị xước, không bị làm sao cả này. Mới tinh như này nhá. Thì giá chúng tôi đã thông báo rồi. Giá chiếc này là 8 triệu. Có những chiếc nó bị móp như này thì chúng tôi sẽ giảm cho các bạn nhé. Này, ví dụ như những chiếc này nó bị móp bình xăng thôi. Chỉ móp bình xăng thôi, còn tất cả các thứ còn nguyên si các bạn nhé. Thì chúng tôi sẽ giảm cho các bạn mấy trăm, khoảng tầm 500 cho chiếc này nhé. Giảm 500 chiếc này, các bạn chốt chiếc này thì có thể báo cho Điện Máy Minh Sơn. Đấy, những cái chiếc nào mà bình xăng còn nguyên thì sẽ không giảm. Đây, những chiếc như thế này này, nó chỉ bị hơi móp ấn xuống một tí này. Cái này bị móp nhiều nhé, cái này bị móp ít này. Đấy, bị tí này thôi, thì sẽ giảm cho các bạn khoảng tầm 300 nhé. Đây, cái này cũng bị móp một ít này, giảm cho các bạn 300 này. Đấy, như thế này thì giảm cho các bạn 100. Đấy. Đây, như cái này cũng sẽ giảm cho 200. Đấy thì tùy thôi. Chiếc kia móp nhất thì giảm 500 rồi. Đây, như chiếc này nguyên si thì không giảm tí nào nhé. Rồi, đây. Chiếc này bị móp một tí giảm 200. Các bạn lưu ý nhá, nếu mà các bạn mua hàng đầu năm từ mùng 6 cho đến mùng 10 thì chúng tôi sẽ, nếu chuyển khoản đủ thì chúng tôi sẽ free tiền ship cho các bạn luôn. Miễn phí tiền ship bất kỳ ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam này luôn. Thì sẽ miễn phí tiền ship cho các bạn theo cái mức giá này. Rồi các bạn nhìn lại một lần nữa nhá. Lô này thì còn cũng không nhiều đâu. Đôi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Còn 17 con, 270 thôi. 390 thì hết sạch rồi, không còn một con nào cả. Đấy, giá thì chúng tôi công bố cho các bạn rồi. Mới tinh dòng này đang bán trên thị trường là hơn trên 11 triệu. Nên là các bạn có thể cân đối để lựa chọn. Tùy, các bạn có thể mua mới. Mới thì bên tôi cũng có luôn, không thiếu gì cả. Đấy. Nói chung là vừa ra Tết nên là cái lượng hàng khách đặt khá là nhiều, cọc nhiều lắm rồi. Nên là chúng tôi đang chuẩn bị đóng hàng và chuyển đi. Đây nhá, bơm thì các bạn xem lại này. Một số bác hỏi cái bơm xanh mà động cơ GX140 hôm trước thì chúng tôi bán rồi nhá. Đây là còn tem đỏ thôi, VKB30 động cơ 5.5 nhá. Đây. Xên này là xên ấy đây, xên nhôm này. 100% nhôm pha nhìn rất là đẹp, dày luôn. Honda VKB30, con này thì không móc méo một tí nào cả, mới tinh tinh. Chưa đổ xăng, chưa đổ nhớt luôn. Bán 4 cái rồi. Hôm đấy lên cái lô hàng sát Tết, rất là sát Tết mà vẫn kịp bay 4 con thì các bạn phải hiểu là cái dòng này chuộng kinh khủng khiếp luôn như này. Một số bác bảo là dây mới, ai đi thay làm gì cho nó mệt người nhá. Này. Mới tinh luôn. Tem mác mới tinh luôn. Rồi, chế Kenshi này. Các lưu ý nhá, cứ nhìn chế Kenshi này. Hàng Nhật là chế, hàng Honda xịn là chế Kenshi hết. Tàu thì là không phải. Đây nắp suppap các bạn nhìn này, rất là khôn. Rồi nắp xăng, bảo vệ bình, bảo vệ bô này. Thôi, quay lại nhanh cho các bạn xem những cái mặt hàng mà chúng tôi đang có để các bạn có thể tiện theo dõi. Có một chiếc gặt lúa, gặt bó đây. Chiếc này thì mới tinh luôn, như mới tinh. 30A, con này vào một hàng này. Đấy, rất đẹp, tình trạng quá xuất sắc luôn. Mới tinh luôn.
anh em mua thì có thể liên hệ điện máy Bình Sơn, chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ vào giá nhất nhé. Chiếc này thì loanh quanh trên chục triệu mới tinh, máy mới như nào máy này y hệt thế. Lát nữa chúng tôi sẽ test thử con lành vận hành lên cho bạn xem. Có một con xe rùa bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh này, ba bánh này, chạy động cơ xăng này, đang làm xong là cho lên sóng luôn này. Đây đây là tình trạng đang đầu đít. Anh em đầu xuân năm mới đang đầu đít. Rồi. Con này cũng đẹp này, con này lốp tiếp còn nguyên này. Vành điếc ngon này, động cơ lát nữa thay vào là xong luôn. Đây, vành điếc lốp điếc ngon. Con này vành vừa vành máy sới luôn, dễ thay lắm. Quá dễ thay luôn này. Vành nhôm trước này đẹp nguyên, mới tinh. Ba bánh. Lát nữa làm vận hành xong chúng tôi sẽ quay lên cho các bạn xem luôn. Rồi đây là một số cái video quay nhanh. Đầu xuân năm mới thì chúng tôi cũng chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Vâng, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.